Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với blog tin thi thi. Hy vọng rằng những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những thông tin bổ ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình, chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một bản tin nóng mới được cập nhật trong ngày. Biểu lọc tiếp tục bị tố với nhiều bằng chứng. Một người được cho là người thân của Nhạc Kim Anh đã chia sẻ những bằng chứng chứng tỏ rằng trong cũ của cô là Bù Lộc đã nói dối và cũng là một người cha tệ như thế nào. Không biết người chia sẻ bài viết này có mối quan hệ như thế nào với Nhạc Kim Anh, nhưng bạn ấy nắm rất rõ nội tình câu chuyện và tiết lộ rất nhiều góc khuất trong cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên. Bên cạnh đó thì người này cũng đã đưa ra những lý do phản pháo lại những chi tiết đấu tố vừa cũ do Bù Lộc đăng tải trên trang cá nhân. Mở đầu với lời lẽ bức xúc vì đọc được chia sẻ của Bù Lộc về Nhạc Kim Anh trên trang cá nhân, người này viết Đáng lẽ ra tôi định không nói mà tại anh tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Với lại thấy bài viết của anh nó hiện lên hai từ giả tạo nên tôi mới viết cái status này. Mong gửi đến anh, mong anh đọc được. Tiếp đó người này đã dành những lời khen cho khả năng diễn xuất của chồng cũ Nhật Kim Anh. Với tâm trạng bức xúc này, người này kể lại những câu chuyện hậu trường, đời sống vợ chồng của cả người chị Thanh Tiết trước ly hôn. Đầu tiên là việc bộ lọc nói rằng mình dành nhiều thời gian để chăm sóc con cái. Người này viết, Chị Kim Anh vừa sinh được 4 ngày, tôi đã gặp anh đi nhậu say bét nhẹ ở ba. Chắc anh không nhớ là hôm đó tôi còn lại hỏi thăm sức khỏe của chị Kim Anh. Mà chắc anh say quá nên toàn thấy mời uống bia mà quên trả lời là chị ấy khỏe chưa. Anh yêu thương vợ con quá mà, vợ con nằm viện là anh đã đi nhậu rồi nhỉ. Thứ hai là việc Nhật Kim Anh bị bù lọc bảo hành trong thời gian mang thai cụ tin phải trốn lên Bình Dương, tá túc nhà chị gái. Theo người này chia sẻ, hiện tại phía Nhật Kim Anh đang có đầy đủ bằng chứng và nhân chứng về việc bạo hành của Biểu Lộc đối với nữ diễn viên trong thời gian cô mang thai. Phản pháo về việc Biểu Lộc nói rằng Nhật Kim Anh đặt điều khi chia sẻ trong cũ nói xấu cô với con trai, người này cho biết nữ diễn viên vẫn còn lưu giữ video clip con trai kể về việc cha nói xấu mẹ. Thứ ba là việc Nhật Kim Anh về thăm con, thường đi với mẹ ruột hoặc bạn bè, người này tiết lộ lý do vì sao nữ diễn viên phải làm việc đó. Người này cho biết vì anh đã từng đánh và kề dao vào cổ chị Kim Anh Nên làm sao chị Kim Anh dám đi một mình Anh nói những lần như vậy đều đến đón Chị tôi không bắt anh đón tiếp Nên đừng có kể công Hôm sinh nhật cô tin Chị Kim Anh không ở lại để tối đi chơi với tin được Là vì hôm đó chị Bành lịch hát ở Đồng Tháp Mà lịch thì đã được nhận mấy tháng trước rồi Nên đừng có kiếm cớ mà trách móc Chi tiết cuối cùng người này phân tích về chuyện hậu trường là việc nhà Kim mang chấp nhận đền hợp đồng lưu diễn ở nước ngoài để vệt chăm con khi nghe tin cô tin đang trong bệnh viện. Người này kể, anh nói những lúc tin bệnh thì chị Kim mang không chăm sóc, phải ai là người bỏ hết công việc ở nước ngoài chịu bồi thường hợp đồng để bút vẽ máy bay về lên với tin ở viện và chăm tin không buồn ăn uống thức ngày thức đêm với tin. Trong khi gia đình anh chỉ tranh nhau vào chụp hình đăng Facebook kiểu như yêu thương lo lắng cho cháu lắm. Lúc đó Facebook bút của chị tôi có đăng hình chăm tin trong viện hay không? Hay chỉ là hình của gia đình anh làm màu? Nói về việc tấm hình nhặt kim anh, xác sơ ôm con trai nằm trong bệnh viện, người này tiếp tục kể. Cũng may hồi đó tôi quan tâm, nghe nói chị Kim Anh bỏ rau diễn bay từ Mỹ về, nghe tin tin bệnh nên nhắn tin hỏi thăm. Và chị Trâm, chị gái Nhật Kim Anh đã gửi cho tôi tấm hình này. Tôi mới biết là chị Kim Anh còn chăm tin, anh Lộc thì ngủ giường bên cạnh. Thực tế ly hôn là điều không ai mong muốn, tuy nhiên thì việc ứng xử với nhau như thế nào sau khi đưa ra quyết định để tránh ảnh hưởng đến con cái mới là điều quan trọng. Dù việc này kết thúc như thế nào đi chăng nữa thì cô tin vẫn sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi thực sự hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta nhận được thông báo mỗi khi có thông tin mới. Bây giờ chúng ta có thể nhắn tiếp vào đây và xem thêm một số thông tin khác chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau